khuyên những người cầu có con. Nhà giàu không có con, có nhiều người bỏ tiền cưới thêm vợ lẽ, lại cũng có nhiều người tốn kém chạy chữa thuốc thang. Cho dù mong cầu hết sức thiết tha, nhưng được toại nguyện cũng hết sức khó khăn. Vì sao vậy? Vì nói chung thì những nghiệp quả đã xác định trong ba cõi, nếu không làm được việc thiện hết sức lớn lao thì không thể thay đổi được. Xưa nay thường có những người không con, khi hiểu ra đạo lý, nỗ lực dũng mãnh làm thiện tích đức, nhờ đó mà được liên tiếp sinh quý tử. Những trường hợp như thế nhiều không kể xiết. Có những người cầu con, không biết noi theo đạo lý ấy, không cầu được con, rồi quay sang oán trời trách người, lại than thở không người nối dõi tông đường, thật hết sức mê lầm. Có con nhờ biết phóng sinh. Vào triều Nguyên, có một nhà buôn giàu có đang muốn cầu con. Nghe nói vị chân nhân ở núi Thái có thể triệu thỉnh thần tiên, đoán việc linh nghiệm, liền tìm đến lễ bái thưa hỏi chuyện cầu con. Vị ấy nói rằng, ông đời trước giết hại vật mạng rất nhiều, khiến cho loài vật không duy trì được cháu con nòi giống, nên phải chịu quả báo không có con. Này nếu ông có thể cứu vật phóng sinh đủ số 800 vạn thì có thể chuyển được tội cũ. Nếu vô ý làm chết một con côn trùng, phải phóng sinh đủ số 100 vật mạng mới đền lại được. Nếu ông muốn thay đổi vận mạng thì đây là điều thiết yếu phải nhanh chóng làm ngay. Nhà buôn nọ nghe lời khuyên liền phát nguyện giữ giới không giết hại, lại bỏ tiền mua vật phóng sinh. Không bao lâu liền sinh được một đứa con trai, sau khi đỗ cử nhân được bổ làm quan. Lời bàn: Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng quả báo của việc giết hại khiến cho người phạm tội phải đọa vào ba đường dữ. Sau khi ra khỏi đó, nếu được sinh làm người phải chịu hai loại quả báo: một là nhiều bệnh tật, hai là chết yểu. Nhà buôn giàu có này tạo nghiệp giết hại rất nhiều, nay chỉ chịu quả báo không con, có thể biết rằng ông ta hẳn đã phải chịu quả báo trong ba đường dữ rồi, giờ chịu thêm phần dư báo làm người không có con. Hoặc nếu không phải như thế, thì hẳn đời trước ông ta đã từng tích tạo phúc đức hết sức sâu dày, nên ngày nay trước tiên chịu phần hoa báo làm người không con, sau này lại sẽ tiếp tục chịu khổ trong ba đường dữ. Này có thể chuộc lại lỗi lầm xấu ác ngày xưa, hồi tâm hướng thiện, lẽ tất nhiên sẽ tránh được họa hại, thêm phúc đức. Hối lỗi cứu mạng con. Ngô Hằng Sơ là người Hàng Châu, ngày thường rất thích ăn thịt trâu, con trai con gái nối nhau mà chết. Sao lại có một đứa con trai mắc bệnh đậu mùa, thuốc thang cầu đảo đều vô hiệu. Một đêm, Ngô Hằng Sơ nằm mộng thấy mình đi đến âm ti. Có người tố cáo ông giết trâu, ông ra sức tranh cãi không nhận. Vị trưởng quan ở đó liền gọi cả bầy trâu cho đến ngửi toàn thân Hằng Sơ. Bọn trâu ngửi xong không nói gì. Ngô Hằng Sơ khi ấy liền tự nhận mình có ăn thịt trâu, nhưng quả thật không hề giết trâu, lại phát lời thề từ nay vĩnh viễn không ăn thịt trâu nữa. Vị trưởng quan liền gọi bầy trâu bảo lui ra. Cuối cùng, Hằng Sơ được thả về. Vừa ra khỏi cửa quan thì nhìn thấy một cái lầu nhỏ. Trên lầu có người gọi tên ông. Hằng Sơ ngẩng nhìn lên thì bỗng thấy trên lầu ném xuống một vật. Có tiếng nói rằng, trả cho ông đấy. Hằng Sơ nhìn kỹ, hóa ra là đứa con trai của mình. Ngô Hằng Sơ vừa tỉnh giấc mộng thì đứa con trai bỗng nhiên khỏi bệnh. Lời bàn: chỉ ăn thịt trâu thôi mà đến nỗi con trai con gái phải nối nhau chết. Có thể biết rõ việc tự tay giết trâu thì quả báo sẽ đến mức như thế nào. Không ăn thịt trâu nuôi được con. Tại Kinh Thành có người tên Trạch Tiết, đã 50 tuổi vẫn chưa có con. Ông liền nhờ người vẽ một bức tranh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi thờ phụng, chí thành lễ bái cầu khẩn. Không lâu, vợ ông có thai.
ông nằm mộng thấy có một phụ nữ áo trắng bế đứa con trao cho. Nhưng vợ ông vừa sắp nhận lấy thì có con trâu chen vào giữa ngăn lại, do đó không nhận được đứa bé. Sau đó, vợ ông sinh được một đứa con trai, nhưng vừa đầy tháng tuổi đã chết. Trạch Tiết lại chí thành cầu khẩn như trước. Có người thấy vậy nói với ông: ông vốn thích ăn thịt trâu, việc ấy thật nhẫn tâm. Lẽ nào chẳng phải nguyên nhân đó sao? Trạch Tiết bừng hiểu ra, liền phát nguyện cả nhà từ đó không ăn thịt trâu nữa. Không bao lâu, ông lại mộng thấy người phụ nữ bế con trao cho, liền nhận lấy. Sau quả nhiên vợ ông sinh được một đứa con trai, nuôi dưỡng đến khôn lớn. Lời bàn: đó chính là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân phụ nữ thuyết pháp, như trong phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa đã nói. Ăn thịt ba ba phải chết. Vào cuối triều Minh, ở Hàng Châu, có một người tên Phan Đức Trai, tuổi đã già, vẫn chưa có con. Tình cờ đọc một quyển sách, thấy chép rằng, người ăn thịt ba ba sẽ sinh được con trai. Ông liền mua ba ba về nuôi, lại dùng những con lươn nhỏ làm thức ăn cho ba ba. Nuôi lớn rồi, ngày nào cũng giết thịt ba ba mà ăn. Như vậy được hơn một năm, thì toàn thân sưng phù, sinh nhiều ghẻ độc. Mỗi cái ghẻ độc đều lở ra nhiều miệng, trông giống như miệng ba ba, đau nhức đến tận xương tủy, không bao lâu thì chết, rốt cùng không con nối dõi. Lời bàn: những kẻ tà kiến, buông lời nói bậy, chỉ làm hại người trong nhất thời, nhưng viết thành sách vở thì di hại đến nhiều đời sau. Đó chính là như trong câu chuyện này. Vì thế, đối với việc đưa ra luận thuyết hay viết sách, dù là người quân tử hiền thiện cũng phải hết sức thận trọng, huống chi là những hạng người khác. Phật. Nam
Đa Phật. Nam mô A Di Đà Phật.